hay, trong 4 tháng qua, tất cả vị trí phòng thủ của Ukraine đã bị bắn phá bởi đủ loại vũ khí. Và đây đều là từ tất cả các loại vũ khí mà quân đội Nga đang có. Đề cập tới Severodonetsk, nơi bị lực lượng Nga pháo kích suốt nhiều tuần qua nhằm kiểm soát hoàn toàn thành phố, ông Gaida nhấn mạnh ngoài kia là địa ngục. Các chàng trai của Ukraine đang giữ vững vị trí chiến đấu và sẽ tiếp tục cầm cự trong thời gian dài nếu cần thiết. Theo đó, lực lượng Nga những ngày gần đây đã chiếm được một số làng ở phía nam Severodonetsk và tiến gần hơn đến thành phố Lysychansk ở bên kia sông Donetsk. Theo ông Gaida, quân đội Nga đang tìm cách bao vây Lysychansk nhưng các đơn vị Ukraine vẫn kiểm soát thành phố. Ông nói thêm, Lysychansk đang bị pháo kích bằng nhiều vũ khí hạng nặng, đồng thời mô tả đó là sự hủy diệt diện rộng. Theo ông Gaida, có ít nhất 3 dân thường bị thương, một số cảnh sát cũng bị thương. Các đồn cảnh sát và trụ sở an ninh bị trúng tên lửa. Theo quan chức này, dân thường đang dần được sơ tán khỏi Lysychansk. Tuy nhiên, tại Severodonetsk, hàng trăm người ẩn náu trong nhà máy hóa chất Azov đã không thể rời đi do giao tranh dữ dội. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc tuần này cảnh báo những dân thường còn mắc kẹt ở Severodonetsk đang cạn kiệt nước sạch, thực phẩm. Tỉnh trưởng Lugan cho hay, việc sơ tán có thể diễn ra nếu đạt thỏa thuận ở cấp cao nhất khi có lệnh ngừng bắn và một lộ trình được xác định rõ ràng. Theo đó, hai thành phố Severodonetsk và Lysychansk đã trở thành rốn hỏa lực của pháo binh Nga vài tuần qua. Nếu chiếm được hai thành phố này, Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk. Từ đó tạo bàn đạp tiến sang Slovensk và Kramatorsk, thành phố thuộc tỉnh Donetsk. Đây sẽ là mục tiêu cuối cùng để Nga hoàn thành mục tiêu giải phóng vùng Donbass ở đông Ukraine. Quay đài tiết lộ quân đội Nga đã đạt mục tiêu giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Lugansk vào ngày 26 tháng 6. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng mục tiêu này sẽ bị chặn đứng bởi quân đội Ukraine. Giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine đang diễn ra vô cùng khốc liệt tại vùng Lugansk, biển động Ukraine. Trong nhiều tuần gần đây, quân đội Nga đã dồn toàn lực tấn công các vị trí chiến lược nhằm tạo đà kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Những đợt tấn công này đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của các lực lượng phòng thủ Ukraine. Trong khi đó, phía quân đội Ukraine mới đây tuyên bố đã không kích đảo rắn và gây tổn thất đáng kể cho lực lượng Nga trên Biển Đen. Trong bài viết đăng trên Facebook ngày 21 tháng 6, chỉ huy lực lượng phía Nam của quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng này đã tấn công các mục tiêu trên đảo Zmini, hay còn gọi là đảo rắn. Cụ thể, vị chỉ huy này cho biết đảo Zmini đã bị giáng một đòn mạnh khi Ukraine triển khai nhiều lực lượng và phương pháp tấn công khác nhau. Phía Ukraine khẳng định lực lượng Nga đồn trú trên đảo rắn bị tổn thất đáng kể. Trong khi đó, phía Nga tuyên bố đã đẩy lùi cuộc tấn công dữ dội của Ukraine tại đảo rắn. Phía Nga cho biết Ukraine có kế hoạch tiến hành một trận không kích và pháo kích quy mô lớn trước khi...